Nhận định bóng đá West Ham với Liverpool. 23 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1, vòng 21 ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ có chuyến hành quân đến sân của West Ham trong trận đấu tại vòng 21 ngoại hạng Anh, diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Liverpool sẽ có chuyến hành quân đến sân của West Ham trong trận đấu tại vòng 21 ngoại hạng Anh. Sau chiến thắng trước Tottenham, The Kop đang rất hưng phấn hướng đến trận đấu lần này. Tuy nhiên, đối thủ của họ sẽ là một đội bóng không hề dễ chơi. Sau 5 vòng đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại ngoại hạng Anh, Liverpool đã có màn trở lại ngoạn mục với chiến thắng 3-1 trước Tottenham ở vòng 20. Đây mới là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp tại giải đấu cao nhất xứ sương mù trong năm 2021. Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, The Kop cũng chính thức đòi lại vị trí thứ tư từ tay West Ham với 35 điểm, nhiều hơn đối thủ 2 điểm. Dẫu vậy, khoảng cách giữa nhà DKVD ngoại hạng Anh với vị trí dẫn đầu của Man City lúc này đã là 6 điểm. Man City vẫn đá ít hơn một trận. Phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà West Ham đang cho thấy phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. The Hammers đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, West Ham đang là đội bóng London có thành tích tốt nhất ở ngoại hạng Anh mùa giải năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes đang xếp ở vị trí thứ 5 với 35 điểm sau 20 vòng đấu, xếp trên Tottenham, Chelsea, Arsenal, Crystal Palace và Fulham. Trong quá khứ, West Ham và Liverpool đã có 49 lần đối đầu tại ngoại hạng Anh. Bố tạ đang tỏ ra lép vế so với đối thủ khi mới có vỏn vẹn 9 chiến thắng so với 30 chiến thắng của The Kop. Trận đấu sắp tới đây được dự đoán sẽ không hề dễ dàng với cả hai đội bóng. Mặc dù Liverpool được đánh giá cao hơn trong trận đấu này, tuy nhiên, với điểm yếu nơi hàng phòng ngự chắc vá, West Ham hoàn toàn có thể tận dụng để mang về một kết quả có lợi. Dự đoán West Ham với Liverpool 1-3.